Nam Yến xin gửi lời kính chào đến quý vị khán thính giả của đài Vista TV trên băng tần 57.11 và trên hệ thống Galaxy 19. Quý vị cũng có thể xem chương trình của Vista TV bằng smartphone bằng cách là download Vista app hoặc trên hệ thống YouTube cũng như là trên website của chúng tôi tại vistatv.net. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Vòng tay cộng đồng. Chương trình này nhằm đem đến những thông tin về y tế, sức khỏe, giáo dục cũng như là những nguồn tài nguyên trong cộng đồng để hỗ trợ những cuộc sống và gia đình. Hôm nay Nam Yến rất hân hạnh được mời bác sĩ Quỳnh Kiều. Bác sĩ là một vị bác sĩ nhi khoa có nhiều năm kinh nghiệm và có văn phòng tại thành phố Fountain Valley. Bà cũng là người sáng lập viên của tổ chức Việt Nam Project Foundation. Và xin mời bác sĩ Quỳnh Kiều gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Vista TV. Chào Nam Yến, tôi cũng xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Vista Television. Vâng, bác sĩ Quỳnh Kiều, xin bác sĩ cho con biết là một chút xíu về cái tổ chức Project Foundation của bác sĩ và những cái sứ mệnh nào của tổ chức Project Foundation. Cảm ơn Nam Yến, chúng tôi được thành lập vào năm 1996, tuy nhiên là năm nay là năm thứ 22 mà hoạt động ở Việt Nam tục rồi. Và cái sứ mạng của chúng tôi đó là làm sao đem đến những cái sức khỏe, những cái chăm sóc sức khỏe cao cấp hơn về những cái vùng miền quê và có những cái chương trình đào tạo để giúp cho những cái người nhân viên y tế ở Việt Nam để họ có thể có những cái chất lượng cao hơn chăm sóc cho những cái trẻ em. Và như vậy á, thì tất nhiên là chúng tôi á, một năm nhiều lần về Việt Nam và mới năm nay đó thì chúng tôi đã về hồi tháng 3 và có một khoảng 150 thiện nguyện viên về để thực hiện những cái chương trình mà phẫu thuật cho những trẻ em sứt môi hở hàm ếch, nào là khám bệnh. Và năm nay thì chúng tôi khám bệnh ở tại Quảng Trị, là một vùng rất là nghèo và đặc biệt là lại bị nghĩa là chấn thương thêm nữa do cái vụ mà những cái tai biến ở vùng biển, mà cái vụ mà những cái thuyền đến thì chúng tôi rất là buồn là vì thấy những cái dân làng họ không có việc làm, họ mất cái môi sinh của mình. Và những cái chương trình của chúng tôi là thêm mà những cái chương trình mà tôi coi như là quan trọng nhất là những cái chương trình đào tạo về lâu dài về sức khỏe trẻ em, sức khỏe sơ sinh. Và gần đây đó thì về những cái vấn đề mà đặc biệt để chăm sóc cho những em mà có nhu cầu đặc biệt. Thì bác sĩ cho con biết là nếu như mà mình làm những cái mission trip như vậy về Việt Nam nhiều lần trong một năm thì mình lấy phân ở đâu ra, tại vì cái việc gì cũng phải có tiền để mà làm, thì mình lấy phân ở đâu ra? Và bác sĩ kêu gọi những cái người thiện nguyện viên như thế nào, và những người thiện nguyện viên thì phải cần những cái điều kiện gì để mà trở thành thiện nguyện viên cho tổ chức Việt Nam Project Foundation? Cảm ơn Nam Yến đã tóm tắt lại tất cả những cái điều mà quan trọng nhất đối với chúng tôi về cái vấn đề mà có những cái funding đó. Thì chúng tôi mỗi một năm có một lần là cái chương trình gây quỹ ở vùng này, thì đến tháng 9 tháng 9 sắp đến đó, chúng tôi sẽ có một cái Project Vietnam Foundation Fundraising Event ở chỗ Rose Center ở Westminster. Thì chúng tôi hy vọng là sẽ có những cái người mà đến để mà đóng góp tham gia, để mà chúng tôi có những cái ngân quỹ để mà làm việc tiếp tục. Còn ngoài ra đó thì cái vấn đề mà cái số tiền mà tất cả những cái người mà tình nguyện viên về với chúng tôi đó, trong những cái năm vừa qua đó, suốt 22 năm chúng tôi có khoảng hơn 3.000 người đã về Việt Nam. Có những cái người mỗi một năm về liên tục, năm nào cũng đi hết. Và ngoài ra thì có những cái người đó thì tùy theo họ, có thể họ sắp xếp đó, thì có thể là 2 năm họ đi một lần hay 3 năm họ đi một lần. Nhưng mà những cái tình nguyện viên đi thì họ đều tự trang trải những cái phần chi phí của họ lấy. Tất nhiên là họ đóng góp vào trong quỹ một số tiền, và cái tiền quỹ đó để quỹ sẽ dùng để mà trang trải những cái chi phí tiền ăn với các thứ, và một chút là để cho những cái người bệnh nhân. Cái chương trình gây quỹ nó giúp cho chúng tôi có những cái ngân quỹ để mà dùng khám bệnh, chữa bệnh, mổ cho các em. Nhưng mà ngoài ra thì hoàn toàn tất cả những cái mà không có giảm một đồng nào cho những người tình nguyện viên hết, là vì những cái bác sĩ hàng đầu mà đi với chúng tôi để phẫu thuật chẳng hạn đó, thì họ đóng góp cái thời gian của họ, và thậm chí là họ cũng trả tiền cho cái máy bay và cái tiền ăn ở của họ nữa. Và những cái người nào có thể làm tình nguyện viên cho chúng tôi cần thì rất là nhiều. Có nhiều người cứ nghĩ là mình phải là bác sĩ hay là điều dưỡng hay là có những cái gì trong biết về y tế thì mới đi được. Nhưng mà trái lại, quý vị cứ nghĩ ví dụ như mở phòng mạch á, trong phòng mạch của chúng tôi đấy, thì tất cả những cái người mà họ đến tôi đó thì tôi khám và có những cái người y tá để họ hỗ trợ mình.
Nhưng mà quan trọng nhất là nào từ cái phần đăng ký ghi tên cho người ta này, nào là phần hỏi và có nhiều cái khâu. Dạ. Ví dụ như những cái trước khi bệnh nhân tới á, thì phải có người đo huyết áp cho họ. Dạ, vâng. Thử máu, giọt đầu ngón tay, sàng lọc về, nào là tiểu đường, nào là thiếu chất sắt, nào là những cái vấn đề là trẻ em nó có, dạ, vâng, nó cái thị giác nó ra làm sao. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi rất cần tình nguyện viên để giúp chúng tôi. Thành ra ai mà có lòng, mà sẵn sàng có thời gian để mà hướng dẫn, để mà dâng hướng cho cái chương trình làm tình nguyện viên, thì chúng tôi đều rất là vui vẻ mà tiếp nhận hết. Vậy xin bác sĩ cho biết là mình sẽ liên lạc với bác sĩ như thế nào, có những cái website, những cái số phone nào nếu như mà quý vị khán thính giả muốn volunteer hoặc là muốn đóng góp những cái chi phí cho những cái mission trip của bác sĩ và những thiện nguyện viên khác. Chúng tôi có một cái website là projectvietnam.org, chính như là projectvietnam.org đó, thì quý vị có thể lên đó để mà có tất cả những cái thông tin cần thiết, nào là chương trình sắp đến. Thì chúng tôi hiện giờ ở Việt Nam thì có một ông bác sĩ trong ban quản trị đang vừa mới tới. Và cùng đó thì chúng tôi đã có 3 tình nguyện viên, là 2 em là sinh viên y khoa và 1 em là sinh viên về y tế quốc tế. Hiện giờ đang đóng góp ở Việt Nam để mà làm việc với ông và làm những cái chương trình rất là quan trọng. Tại vì khi mình đến khám đó thì trong vòng 2 tuần, sau khi mình đi, vấn đề của bệnh nhân đâu đã hết, vâng, nó còn liên tục mãi, thì chúng tôi phải có một cái mạng lưới mà trong nước để mình làm việc, để mà tiếp tục có những cái dịch vụ y tế cần thiết cho những cái bệnh nhân mình đã khám, cũng như để mình hiểu những cái vấn đề tại nơi. Ví dụ như chúng tôi làm việc Quảng Trị, thấy trên miền núi đó, các trẻ em rất là thiếu dinh dưỡng và thiếu chất sắt. Và cái điều đó nó sẽ phạm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển của em. Yeah. Nào là không có thông minh được theo như đúng cái tiềm năng của các em. Yeah, vâng. Hay là về phát triển vừa về thể chất và vừa về tinh thần thông minh nữa. Yeah. Thành những cái điều đó là những cái điều mình cần phải mình phải quan tâm. Yeah. Yeah. Rất là một cách đặc biệt. Dạ, đúng rồi. Vậy thì trong cái quá trình mà 22 năm bác sĩ làm việc ở bên Việt Nam và thấy cái hệ thống y tế bên Việt Nam nó thiếu thốn, that's when mình mới cống hiến những cái sức của mình và những cái nguồn tài nguyên của mình có bên này đem về cho Việt Nam. Thì như vậy qua 22 năm bác sĩ làm việc thì bác sĩ thấy mình có thể so sánh những cái dịch vụ y tế trong cộng đồng có sẵn tại Hoa Kỳ của mình và Việt Nam có những cái sự khác biệt như thế nào? Khác biệt rất là nhiều, mà chính là đó là cái nguồn, cái lý do mà đã thúc đẩy chúng tôi thành lập cái Project Vietnam Foundation. Yeah. Tại vì khi mà hành nghề về nhi đó, thì chúng tôi thấy đó một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những dịch vụ y tế mà các em bên này được hưởng và những em ở Việt Nam. Mà chúng ta thấy đó là một cái điều quan trọng nhất đó, ở bên này là có cái sự theo dõi. Yeah. Về cái sự phát triển các em. Bây giờ hiện giờ Việt Nam nó có tới 1,2 triệu các em bị những cái vấn đề đặc biệt, tuy nhiên là phát triển không tốt, hay là kể như là ở Việt Nam họ kêu là khuyết tật đó, tuy nhiên là không có hiểu biết, hay là bị những cái vấn đề về cơ quan vận động, các em không đi lại được, hay là không có thực hiện những cái để mà tự chăm sóc được. Yeah. Thì đối với các em ở Việt Nam mà bị như vậy, những cái mà hỗ trợ từ cái xã hội và từ cộng đồng đối với các em kể như là không có. Yeah. Đặc biệt là ví dụ như bên này các em ngồi xe lăn vẫn có thể đi học được cơ mà. Nhưng mà bên Việt Nam không có như vậy. Yeah. Ở trường không có nhận. Tại vì ở trường các giáo viên nói là không có đủ khả năng mà chăm sóc cho. Tin tuy nhiên là con của quý vị mà bị khuyết tật một chút đó, tuy rằng là có bình thường về cái hiểu biết đó, thì cũng không có thể nào học hỏi được. Không có cái nguồn gốc nào, cái bộ giáo dục nó không có những cái đặc biệt, chăm sóc đặc biệt đối với các em mà có những cái nhu cầu. Dạ, đó. Vâng. Thì tôi thấy đó là giữa chăm sóc bên Mỹ nó quá phát triển, và ở đây từng cái mà mạng của các em, từ cái mà lo lắng mà phát triển cho các em từ những cái lúc mà nhỏ đó, thì là đã có những cái chương trình để mà giúp cho các em. Đặc biệt đó, chúng tôi thấy là ví dụ như đó, quý vị có biết là bên nước Mỹ này á, là từ cái lúc mà những cái thập niên 1980 á, yeah, đã có những cái chương trình để mà về lĩnh vực giáo dục đặc biệt cho, yeah, những cái em mà không có phát triển đúng chừng mức. Thì những cái chương trình đó đến giờ á, đã cung cấp những cái chăm sóc đặc biệt và chăm sóc sớm á, là nó kêu là early intervention, can thiệp sớm á, yeah, cho khoảng gần 350.000 các em. Yeah. Và nhờ đó
một lúc nào đó khi trẻ em nó phát triển, nó có thể nó gặp một cái lúc mà cháu cũng giống như là bị kẹt một cái nút chai, nó có một cái trở ngại vật nào các em không vượt qua được, thành ra không nói được hay là không có làm được, không có tiếp tục phát triển được. Nếu mà mình có thể mình tới mà mình giúp để khai thông cái đó cho em thì các em lại phát triển được rất là tốt. Ví dụ như tôi có thằng cháu ngoại mà đến 2 tuổi, đến 20 tháng nó chưa nói. Thế thì cho cháu đánh giá thì thấy không có cái gì cản trở gì mà về cái vấn đề thể chất hết. Thì sau đó cháu được đi học do cái người mà ngôn ngữ trị liệu đặc biệt. Chỉ trong vòng 3 tháng là anh chàng ta nói rất tốt. Và bây giờ thì lại nói nhiều quá, từ cái dạng mà nói nhiều. Thành ra bởi vậy cái đó là cái rất là quan trọng. Tưởng tượng như không có được như vậy mà em ở Việt Nam thì gia đình làm sao? Kính thưa quý vị, Nam Yến và bác sĩ Quỳnh Kiều sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo.